thị trường thóc mạnh phiên chiều, phái sinh đáo hạn lắm chiêu hút tiền. Những lo lắng cho phiên đáo hạn phái sinh đã trở nên thừa thãi khi chỉ số được đánh dựng thốc lên vào phiên hôm nay. Cầu chủ động ồ ạt vào cuối phiên đã có lúc đẩy VN Index tăng lên 11 điểm, song kết phiên vẫn dịu lại với mức tăng 7,87 điểm. Nhờ đợt kéo lên khá mạnh này, thanh khoản buổi chiều tăng cao gấp rưỡi phiên sáng, giúp thanh khoản ba sàn hôm nay gấp 13.600 tỷ đồng, chỉ giảm nhẹ so với phiên hôm qua. Độ rộng thị trường tuy vậy không quá chênh lệch khi chỉ có 205 mã tăng trên 162 mã giảm. Nguyên nhân chủ yếu do trụ giúp vai trò kéo chính như VCB tăng 2,37% kéo 2,59 điểm, VHM tăng 3% kéo 1,73 điểm. Tất nhiên, hầu hết các nhóm ngành vốn hóa lớn đều tăng trưởng khá. Chứng khoán quay lại đường đua với mức tăng 2,05%, với một số mã tăng rất tốt như VCI tăng 5,28%, BSI tăng 3,26%, CTS tăng 3%, FTS tăng 4,76%, BVS tăng 5,91%, có đến 20 mã chứng khoán tăng giá trên 2 mã giảm giá. Ngân hàng hôm nay cũng tăng 0,94%, bất động sản tăng 0,95% chủ yếu nhờ nhóm vốn hóa lớn, trong khi đó nhóm đầu cơ vẫn chỉnh mạnh, cá biệt DIG 5 sàn, vật liệu xây dựng cũng tăng 0,46%. Khối ngoại vẫn duy trì nhịp độ mua dòng 102 tỷ đồng tương đương phiên hôm qua, chủ yếu vẫn gom HPG, VHM và KDH.